Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Paris Saint-Germain gật đầu nhà UGT, MU gấp rút ký Ivan Toni. Chốt thời gian MU công bố hợp đồng với Denis. Ten Hag nhận cảnh báo về Van Nistelrooy và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Paris Saint-Germain gật đầu nhà UGT, MU gấp rút ký Ivan Toni. Giữa hàng loạt những thông tin thiếu tích cực về nhân sự, tờ Châu đã gửi một thông tin vui đến các cổ động viên của MU. Theo tiết lộ từ ký giả Tony Morgan, MU đã nhận được cái gật đầu từ Paris Saint-Germain trong thương vụ Manuel Ugarte, tuyển thủ Uruguay nhiều khả năng là tân binh tiếp theo của kỳ đỏ ở mùa hè này. Theo đó, đội bóng nước Pháp thay vì bán đứt Ugarte cho MU thì chấp nhận đề nghị cho mượn tiền vệ 23 tuổi này trong một mùa giải kèm điều khoản mua đứt. Theo đó, đội bóng đá Pháp thay vì bán đứt Ugarte cho MU thì chấp nhận đề nghị cho mượn tiền vệ 23 tuổi này trong một mùa giải có kèm điều khoản mua đứt. Trước đó, Paris saint đã đọc thuận chiêu mộ Jonas từ Benfica, do vậy họ sẵn sàng để Ugarte rời đi. Vấn đề ở chỗ mức giá 60 triệu euro mà Paris Saint-Germain yêu cầu trong thương vụ Ugarte bị MU đánh giá là phi lý. Do vậy, hai bên đã đi đến thống nhất về việc cho mượn một mùa giải. Nếu Ugarte chưa đủ xuất sắc thì MU sẽ chi ra một khoản phí chuyển nhượng lớn để mua đứt. Về phần mình, Manuel Ugarte từ lâu đã đạt thỏa thuận cá nhân với MU, ngôi sao người Uruguay được cho rất muốn chuyển đến Old Do vậy, ngay khi Paris Saint-Germain gật đầu, Ugarte sẵn sàng đến Manchester United để kiểm tra y tế. Thương vụ này dự kiến sẽ xảy ra sau khi Paris Saint-Germain chính thức ký hợp đồng với Jonathan Thế nên, MU có khả năng chỉnh ngạc tân binh này ở trận siêu cúp Anh với Man City vào ngày 10 tháng 8. Trong khi đó, tờ Manchester Evening News tiết lộ rằng MU đang nghiêm túc tìm đến phương án chiêu mộ tiền đạo Ivan Toney. Tờ The Telegraph đưa tin, Man United có thể đẩy mạnh kế hoạch đó hơn nữa khi Eric Ten Hag muốn có thêm một lựa chọn khác ở vị trí tiền đạo khi mất Ramut Hoynun. Cụ thể, Ivan Toney của Brentford được nêu tên là một trong những lựa chọn đang được Man United cân nhắc. Cầu thủ người Anh chỉ còn một năm trong hợp đồng, Brentford hy vọng sẽ nhận được mức phí chuyển nhượng khoảng 50 triệu bảng cho chân sút 28 tuổi. Chốt thời gian, MU công bố hợp đồng với Denix. Tờ Sky viết về tình hình chuyển nhượng của Manchester United như sau: Matic ra Zara Bronwet hay ai khác, cơn đau đầu ở hàng phòng ngự của Man United. Sau khi hoàn tất hai thương vụ bao gồm Josu và Nini Man United chưa đạt được bước tiến nào trong thương vụ theo đuổi Denix hay Zara Bronwet. Và theo nhà báo Diamet của Sky cho hay, hậu vệ Matic Janic của Bayern Munich vẫn là cầu thủ được quan tâm khi Man United tiếp tục xây dựng lại đội hình vào mùa hè này, nhưng không phải với mức định giá của Bayern Munich. Câu lạc bộ nước Đức cần bán người nếu họ muốn theo đuổi Jonathan Tah của Bayern Leverkusen. Đây cũng là cầu thủ mà Man United để mắt tới. Zara Brownwood là một cầu thủ mà Man United vẫn ngưỡng mộ và đang để mắt tới tình hình tại Everton. Bất kỳ gương mặt mới nào xuất hiện cũng có thể đòi hỏi ngân sách và không gian cho đội hình. Victor Lindelöf đang thu hút sự quan tâm từ các câu lạc bộ ở châu Âu. Thời điểm hiện tại, The đã bất mãn với Bayern Munich khi đội bóng nước Đức gọi tiền từ Man United. Trung vệ người Hà Lan cho rằng Bayern Munich đưa ra con số yêu cầu quá cao. Trước đó, đội bóng nước Đức hứa hẹn sẽ chỉ bán The với mức phí phù hợp. Man United đã đề nghị trị giá 35 triệu euro cộng thêm 5 triệu euro phụ phí ở thương vụ The Nhưng theo Hitsi, Man United có khả năng sẽ tăng lời đề nghị lên 40 triệu euro. Việc The bất mãn với Bayern Munich gián tiếp giúp Man United chiếm lợi thế trên bàn đàm phán. Cuộc đó sẽ thuận lợi hơn cho các cuộc nói chuyện khi trung vệ người Hà Lan không còn tác thiết để thi đấu cống hiến cho hùng xám xứ Bavaria. Man United sẽ tăng tốc đàm phán trong những ngày tới. Ten Hag cần để Nick sớm hội quân, làm quen và hòa nhập với môi trường mới khi mùa giải 2024-2025 chính thức khởi tranh. Về phía Bayern Munich, họ cũng sẵn sàng phương án chia tay để Nick. Nhà kiệu vương của Bundesliga đang nhắm đến ngôi sao Jonathan Thattat thuộc biên chế của Bayern Leverkusen. Để Nick sẵn sàng rời đi, Bayern Munich nên phương án tìm kiếm nhân tố thay thế. Do đó, thương vụ Man United để Nick sẽ sớm thành hiện thực. Ten Hag nhận cảnh báo về Van Nistelrooy. Sau khi Michel van der Gaat bị câu lạc bộ chấm dứt hợp đồng, chân sút cự phách nhất lịch sử của Manchester United, rút van der đã chính thức được quay trở lại Old Trafford làm việc với tư cách là trận lý mới của huấn luyện viên Erik ten Hag. Nhận định về bước đi táo bạo của ban lãnh đạo MU, hậu vệ huyền thoại Zlatan đã cảnh báo huấn luyện viên Erik ten Hag rằng vị trận lý mới này sẽ chống đối và thách thức các quyết định đến từ nhà cầm quân 54 tuổi. Chia sẻ với The Athletic ông nói: "Là một huấn luyện viên, bạn cần những người sẽ chống lại, thách thức với bạn và hy vọng rút van der và Haki sẽ làm được điều này." Tất nhiên, cậu ấy là một huyền thoại của câu lạc bộ. Hiện tại, Manchester United rút Van Niteroy, hy vọng có thể mang lại một phẩm chất nào đó cho các tiền đạo trong công tác huấn luyện và giúp họ trở nên tốt hơn. Bản thân cậu ấy cũng từng là một huấn luyện viên, vì vậy điều đó sẽ giúp ích. Tôi thích sự bổ nhiệm này. Romano cập nhật quan trọng vụ Bruno Fernandes Paris Saint-Germain. Bruno Fernandes đã tận hưởng một mùa giải ấn tượng với Man United bất chấp chiến dịch ảm đạp của đội bóng này. Anh ghi tới 15 bàn sau 48 lần ra sân trên mọi đấu trường. Đội trưởng của Quỷ Đỏ có 2 năm hợp đồng ở Old và được cho sẽ chuyển đến Ả Rập hoặc Paris Saint-Germain. Các báo cáo xuất hiện trong những ngày gần đây cho biết, câu lạc bộ nước Pháp bắt đầu các cuộc đàm phán với Man United về một thỏa thuận tiềm năng cho Bruno Fernandes, nhưng chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã bác bỏ thông tin này. Nhà báo này cho biết, hãy để tôi kể cho bạn nghe điều gì đó về Paris Saint-Germain và đây là những cập nhật quan trọng. Trước hết, Paris Saint-Germain và những tin đồn Bruno Fernandes, điều tôi được biết là không có cuộc đàm phán nào, không có cuộc đàm phán nào về Bruno Fernandes. Paris Saint-Germain đánh giá cao cầu thủ này là một chuyện, đàm phán về cầu thủ này là, là một chuyện khác. PSG ở hàng tiền vệ đang đàm phán về John Neves và PSG cảm thấy rằng trong vài ngày tới, vào cuối tháng 7 họ có thể ký hợp đồng với Neves từ Benfica. Vì vậy, đây là tâm điểm của họ. Đối với Bruno Fernandes không có cuộc đàm phán nào, hãy nhớ rằng Bruno Fernandes là một cầu thủ quan trọng của Manchester United. Tương lai của Harry Maguire tại MU trở nên sáng tỏ. Sau khi Manchester United chưa một thành công, Nerizzo từ với mức giá rơi vào khoảng 5-2 triệu bảng. Tương lai của Harry Maguire bất ngờ thu hút sự quan tâm từ giới truyền thông cũng như người hâm mộ của Quỷ Đỏ trong bối cảnh anh chỉ còn một năm hợp đồng. Nhiều người tin rằng ngôi sao mang áo số 5 hoàn toàn có thể rời Old Trafford vào mùa hè này bởi ban lãnh đạo của câu lạc bộ và đánh tiếng mua một vài trung vệ khác, ví dụ như Dara Bonwet hay Matic Dennis. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ phóng viên Melissa Reddy của Sky Sports, Harry Maguire sẽ không rời Manchester United ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Huấn luyện viên Erik ten Hag hài lòng với phong độ cũng như tinh thần chuyên nghiệp của cậu học trò. Hậu vệ 31 tuổi từng phải chịu nhiều chỉ trích trong một thời gian dài, suýt chút nữa đã phải chuyển đến West Ham vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, những màn trình diễn tương đối tốt của anh đã thuyết phục thành công ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ của nửa đỏ thành Manchester. Manchester United đã thay đổi nhưng liệu có tốt hơn? Thư vụ Nidito được xem là một bước ngoặt nó được tái thiết chính sách tuyển trạch của Sir Jim Ratcliffe ở Manchester United. Quyết đoán thay vì vội vàng sẽ là kim chỉ nam mới cho các hoạt động chuyển nhượng tại Old Trafford. Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài, MU đã vượt qua một đối thủ lớn để giành được chữ ký của một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới. Real Madrid và PSG đều đã nỗ lực để chiêu mộ Nene Zozo từ Nin trong mùa hè này. Tuy nhiên, họ đều không sẵn sàng đáp ứng mức giá mà MU đưa ra cho Jojo, người chỉ còn hơn một năm trên hợp đồng với Nin. Thậm chí trước đó, Jojo từng bày tỏ muốn chuyển đến Real Madrid, nhưng sự kiên trì và sẵn sàng chi trả ngay lập tức của MU đã thuyết phục Nin đồng ý bán Jojo với mức phí 52,1 triệu bảng. Bản thân cầu thủ này cũng tin rằng Old và Hoàng Anh sẽ là điểm đến hoàn hảo cho giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Mẫu đã ký hợp đồng với nhiều tài năng trẻ trong những năm gần đây nhưng không có cầu thủ nào trong số họ là mục tiêu của các đối thủ lớn. Jadon Sancho 73 triệu bảng, Anthony 80,9 triệu bảng và Ramon Hoynun 72 triệu bảng đều cập bến Old Trafford với mức giá cao dù MU không gặp phải sự cạnh tranh đáng kể nào. Ngược lại, những nỗ lực để chiêu mộ Erling Haaland và rút Bellingham trong mùa giải 2019-2020 từ Sabac và Birmingham lần lượt không thành công. Việc quỷ đỏ không thể thuyết phục hai cầu thủ này rằng họ sẽ là lựa chọn tốt hơn so với Dortmund và hoàn tất thương vụ trước cả giai đoạn tiền mùa giải thay vì kéo dài các cuộc đàm phán đến tháng 8 và dẫn đến những thương vụ trợ cháy như thường thấy trong các năm gần đây. Vậy điều gì đã thay đổi? Sơ Jim đơn giản muốn MU nhắm đến những tài năng trẻ hàng đầu và hành động nhanh hơn để hoàn tất các thương vụ. Những ngày tháng vung tiền và những cầu thủ lớn tuổi với mức lương cao đã không còn, nguồn gốc của chiến lược mới của MU có thể bắt nguồn từ cuộc kiểm toán được thực hiện bởi đội ngũ tập đoàn INO của Sơ Jim gần một năm trước. Trong quá trình thẩm định kéo dài và kiểm tra kỹ lưỡng tình hình tài chính của MU, Sir Jim đã giao nhiệm vụ cho các cố vấn cao cấp để đánh giá hoạt động tuyển mộ cầu thủ trong năm năm qua. Cuộc kiểm toán đã xác định được việc chi tiêu quá mức, thiếu quyết đoán đã dẫn đến phí chuyển nhượng tăng vọt và chính sách gia hạn hợp đồng với cầu thủ sai nầm. Chính sách đó đã khiến đội hình MU phình to bởi một số cầu thủ đáng ra nên được thanh lý từ 2 năm, 3 năm trước. Mùa hè năm nay đã chứng kiến sự thay đổi cách tiếp cận đó. Rafael Varane và Anthony Matean đã phải ra đi sau khi hết hạn hợp đồng. Ngược lại, họ nhanh chóng thu về 40 triệu bảng từ việc bán Mason Greenwood tới Marseille và Winnie Kamana tới Villarreal và Alvaro Fernandez tới Benfica cùng Donny van der Beek tới Girona. Nhiều cầu thủ khác cũng có khả năng ra đi trong tương lai gần. Điều này cho thấy sự quyết liệt mà MU chưa có kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013. Sự khác biệt trong năm nay là thay vì chế độ cứng nhắc do gia đình nhà Gerrard điều hành, thì đội ngũ tuyển trạch của MU đang làm việc trong một cấu trúc do Sir Jim và Pereira dẫn dắt. Chính sách mới này không chỉ giúp MU trẻ hóa lực lượng mà còn cho thấy sự quyết đoán và hiệu quả hơn. Bản hợp đồng đầu tiên của MU trong mùa hè này là thương vụ trị giá 36,5 triệu bảng của tiền đạo 23 tuổi Josu Chân sút người Lan được đánh giá là cầu thủ đa năng, có thể chơi ở nhiều vị trí tấn công, góp phần giảm bớt gánh nặng đi bàn cho Ramos hơn luôn. Gigi sẽ phù hợp với tiêu chí trẻ trung và có mức giá tương đối rẻ. Mẫu vẫn còn muốn đưa về một tiền vệ phòng ngự, một trung vệ nữa và có thể tìm kiếm những sự thay đổi cùng cố khác nếu có thể đẩy đi được nhiều cầu thủ hơn. Bất kể điều gì xảy ra tiếp theo, nút xét tại Oxford đã được Sir Jim và đội ngũ của ông kích hoạt. MU đang hoạt động nhanh hơn, quyết đoán hơn, chi tiêu ít hơn và hiệu quả hơn trong việc mua bán. Cảm giác hỗn hoảng và thiếu năng lượng đã biến mất và giờ đây là dấu hiệu tích cực đầu tiên của họ sau nhiều năm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!